Trước tình hình dịch COVID-19 bùng phát trở lại, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Ninh Bình đã quán triệt các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống COVID-19 nhằm bảo vệ sức khỏe tuyệt đối cho cán bộ, nhân viên và khách hàng, tránh để dịch bệnh làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ngay từ khi có thông tin phát hiện các ổ dịch tại một số tỉnh thành trong nước cùng với các nội dung khuyến cáo của ngành y tế, văn bản chỉ đạo về phòng chống dịch của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đơn vị trực thuộc của Điện lực Ninh Bình đã siết chặt và chủ động triển khai ngay các biện pháp phòng chống dịch, trong đó yêu cầu tất cả cán bộ, công nhân viên chức, người lao động thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K trong quá trình sản xuất kinh doanh và dịch vụ khách hàng. Chúng tôi xuống làm việc mà thấy các anh vấn đề cái màng lưới để làm thực hiện cái nhiệm vụ của chống dịch COVID-19 là tôi thấy là chú đáo. Và trong cái không khí này thì chúng tôi đến giao dịch yên tâm. Trong công tác vừa sản xuất kinh doanh chống dịch thì chúng tôi cũng hoàn thành tốt các nhiệm vụ của công ty giao. Cụ thể là về mặt điện thương phẩm thì chúng tôi tăng trưởng khoảng 9,7% so với năm ngoái. Và các chỉ tiêu về tổn thất điện năng cùng với các cấp điện áp đều giảm sâu so với cùng kỳ mà cũng đạt chỉ tiêu của công ty giao. Đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Điện lực Ninh Bình cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền khuyến khích khách hàng sử dụng các công cụ và dịch vụ trực tuyến nhằm hạn chế tiếp xúc trực tiếp, phòng ngừa dịch bệnh lây lan. Hiện nay đã có tới 98% khách hàng tiếp cận các dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4 qua các trung tâm dịch vụ chăm sóc khách hàng, cổng dịch vụ công quốc gia. Gia đình tôi mới đây có lắp công tơ điện để sử dụng riêng và qua cái sự tuyên truyền của cán bộ nhân viên của điện lực cũng như các kênh thông tin thì gia đình đã đăng ký mua điện tại cổng công thông tin của tỉnh, đó là qua hành chính công, dịch vụ hành chính công, và cái thủ tục rất là đơn giản và nhanh. Khi mà chúng tôi đã được ngành điện lắp đặt công tơ để sử dụng thì chúng tôi đã đăng ký thanh toán tiền điện hàng tháng qua ngân hàng. Cá nhân tôi thấy được rằng thứ nhất là bản thân mình sẽ không phải nhớ đến cái ngày mình phải thanh toán tiền điện cho điện lực. Cái thứ hai nữa là cái đợt Covid vừa qua cũng như là bây giờ thì tôi thấy rất là thuận tiện vì mình không phải đến tận các điểm thu của điện lực mà mình vẫn thanh toán được tiền điện hàng tháng. Với những biện pháp được triển khai đồng bộ, ngành Điện lực Ninh Bình đang quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đồng thời góp sức cùng các cơ quan ban ngành trong tỉnh chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.